Nhà hàng Liberty Palace với phong cảnh sang trọng, hiện đại và ấm cúng, cùng dàn đầu bếp chuyên nghiệp, nơi lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc cưới hỏi, sinh nhật cũng như họp mặt bạn bè. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiêu đãi, chắc chắn nhà hàng Liberty sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách để tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ đều được hoàn hảo, bảo đảm là quý khách sẽ hài lòng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Peter Hồng qua số 0408 066 966 hoặc đến thẳng địa chỉ 2/256 Chapel Road, Bankstown, New South Wales 2200. Australia Vitamins Wholesale là nơi chuyên cung cấp sỉ lẻ các loại thực phẩm chức năng được sản xuất tại Úc cũng như tất cả các loại sữa bột dành cho trẻ em và người lớn với mức giá phải chăng. Tất cả những mặt hàng của Australia Vitamins đều có trên website của công ty. Đặc biệt Australia Vitamins cũng là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng gửi quà về cho thân nhân và gia đình của mình tại Việt Nam. Phương châm của Australia Vitamins là nhận gửi quà với giá cả phải chăng và giao hàng tận nhà cho tất cả khách hàng từ Nam đến Bắc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số điện thoại 02-8764-3564 hoặc đến thẳng cửa hàng tại số 4/68 John Street, Cabramatta, New South Wales 2166. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, tình trạng dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lên xuống bất thường, đặc biệt là đã liên tục gia tăng trong vài ngày qua với hơn 35.000 ca nhiễm mỗi ngày, trong khi nhân số tử vong cũng không giảm hạ, luôn ở mức từ 50 đến 70 người mỗi ngày. Trong bối cảnh này, việc chủng ngừa cho cả hai loại bệnh là COVID-19 và cảm cúm flu lại càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Và vì thế mà chiến dịch chủng ngừa miễn phí bệnh flu được gia hạn ít nhất là tại 3 tiểu bang. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay, thứ 6 ngày 1 tháng 7 năm 2022, tức là ngày đầu tiên của năm tài chính 2022-2023. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Úc trong 24 giờ qua. Vào chiều tối hôm qua, nước Úc đã có 38.250 ca nhiễm mới và 60 người tử vong, 3.267 người nằm bệnh viện, kể cả 98 người tại ICU và 24 người cần máy trợ thở. Trong cùng thời điểm tại Việt Nam, nhân số dương tính cũng gia tăng chút ít lên mức 839 người và trên toàn thế giới hiện nay đã có hơn 552 triệu ca dương tính. Dẫn đầu về số ca nhiễm tại Úc tiếp tục là New South Wales với 11.504 ca nhiễm và 23 người tử vong, trong khi nhân số nằm bệnh viện là 1.534 người, kể cả 37 người tại ICU. Sau New South Wales là Victoria với 9.926 ca nhiễm và 17 người tử vong, 465 người nằm bệnh viện, kể cả 21 người tại ICU. Đứng thứ 3 về số ca nhiễm là Tây Úc với 5.548 ca nhiễm mới, 7 người tử vong, 219 người nằm bệnh viện, kể cả 11 người tại ICU. Tiểu bang Queensland đã có 5.286 ca nhiễm và đứng hàng thứ 4, trong khi số người tử vong thì cao hơn Tây Úc là 10 người, và đặc biệt là nhân số nằm bệnh viện cũng đã gia tăng lên 642 người, kể cả 14 người tại ICU. Trong khi đó thì Nam Úc đã có 3.129 ca nhiễm mới nhưng không có người tử vong, 237 người nằm bệnh viện, kể cả 8 người tại ICU. Tiểu bang nhỏ nhất là Tasmania hôm qua đã có 1.268 ca nhiễm mới, 2 người tử vong, 44 người nằm bệnh viện, kể cả 3 người tại ICU. Lãnh thổ thủ đô ACT đã có 1.250 ca nhiễm mới và 1 người tử vong, 122 người nằm bệnh viện, kể cả 2 người tại ICU. Và sau cùng là tại lãnh thổ Bắc Úc, số ca nhiễm ngày hôm qua là 354 người, tức là đã gia tăng gần gấp đôi so với tuần trước đây, nhưng may mắn là không có người tử vong. 15 người nằm bệnh viện, kể cả 2 người tại ICU. Nói chung, nhân số dương tính tại Úc đã gia tăng lên mức 35.000 ca nhiễm mỗi ngày và số người tử vong vì COVID-19 cũng đã gia tăng lên mức trên 60 người một ngày. Đại dịch COVID-19, nhân số tử vong tại Úc gần chạm mốc 10.000 người. Sau hơn 2 năm đại dịch COVID-19 bùng phát, số ca tử vong do COVID-19 tại Úc hiện đang rất gần với con số kỷ lục 10.000 người và thậm chí còn có khả năng sẽ vượt qua mốc này trong vòng vài ngày tới. Tính đến chiều tối hôm qua 30 tháng 6, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Úc là 9.897 người và nhân số này vẫn đang có xu hướng gia tăng nhanh. Mặc dù là một trong số rất ít các quốc gia
đạt mức độ chủng ngừa vaccine phòng COVID-19 cao nhất thế giới, nhưng số ca nhiễm mỗi ngày tại Úc luôn ở mức rất cao, thường xuyên vượt ngưỡng 30.000 ca nhiễm mỗi ngày trong thời gian gần đây. Các chuyên gia y tế đánh giá diễn biến dịch bệnh tại Úc vẫn phức tạp, đặc biệt là khi nước Úc đang ở giữa mùa đông, là thời điểm thường xuất hiện dịch cúm mùa nghiêm trọng. Việc phải đối phó với đồng thời với hai loại dịch bệnh làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh của người dân. Trước tình hình dịch bệnh vẫn hết sức phức tạp, một số chuyên gia y tế đã lên tiếng kêu gọi chính phủ các cấp tại Úc nên xem xét tái ban hành các biện pháp phòng chống dịch như giảm quy mô tụ tập đông người, đeo khẩu trang bắt buộc tại các địa điểm công cộng và tiêm vaccine ngừa COVID-19 bắt buộc đối với một số nhân viên làm công việc có tiếp xúc nhiều người. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy chính phủ các cấp sẽ tái ban hành trở lại các hạn chế nói trên. Nhắc lại là nước Úc đã chính thức mở cửa hoàn toàn biên giới quốc gia từ tháng 2 năm 2022. Các hạn chế dịch bệnh tại nước này cũng gần như đã được gỡ bỏ hoàn toàn. Người nhập cảnh vào đây cũng không còn phải làm xét nghiệm COVID-19 trước khi bay hay cách ly sau khi nhập cảnh. Mới đây nhất, hãng hàng không Qantas cũng đã gỡ bỏ yêu cầu hành khách phải đeo khẩu trang trên các chuyến bay do hãng này khai thác. Dịch bệnh cảm cúm flu, số ca nhiễm không ngừng gia tăng. Theo dữ liệu vừa được cập nhật từ Bộ Y tế, thì tính đến ngày 19 tháng 6, nước Úc đã ghi nhận 147.155 ca nhiễm bệnh flu và 54 ca tử vong, trong khi hơn 1.000 bệnh nhân cúm đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 6,1% phải chăm sóc đặc biệt tại ICU. Từ giữa tháng 4 năm 2022, số ca mắc cúm hàng tuần tại Úc đã vượt mức trung bình trong 5 năm và Bộ Y tế nhận định trẻ em là đối tượng có nguy cơ dễ mắc cúm nhất. Cụ thể, kể từ đầu năm đến nay, trẻ em trong các nhóm dưới 5 tuổi, từ 5 đến 9 tuổi và nhóm từ 10 đến 19 tuổi có tỷ lệ mắc cúm cao nhất. Trước tình hình này, các chuyên gia y tế đã hối thúc người dân nhanh chóng chủng ngừa vaccine để bảo vệ bản thân cũng như hệ thống bệnh viện trước làn sóng tấn công kép của bệnh cúm và COVID-19 trong mùa đông. Trong một tuyên bố ngày 29 tháng 6, Bộ trưởng Y tế Mark Butler cảnh báo rằng nước này đang đối mặt với các thách thức trong mùa đông tới, với hàng chục nghìn ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày và hàng nghìn người vẫn phải điều trị tại bệnh viện. Chưa kể mỗi tuần có tới hàng trăm người tử vong. Ông khẳng định đây là mối đe dọa dịch bệnh nghiêm trọng đầu tiên trong nhiều năm. Do đó, để vượt qua mùa đông, người dân cần tiêm mũi thứ 3 và mũi thứ 4 vaccine ngừa COVID-19. Mùa đông Úc Châu, New South Wales, Victoria và Tây Úc gia hạn chủng ngừa cảm cúm flu miễn phí. Hôm qua, chính phủ Victoria loan báo chương trình chủng ngừa cảm cúm flu miễn phí sẽ được gia hạn đến ngày 10 tháng 7. Trong khi tại New South Wales, chính phủ cũng đã quyết định gia hạn chương trình miễn phí này đến ngày 17 tháng 7. Riêng tại Tây Úc thì việc gia hạn sẽ kéo dài trong suốt tháng 7. Tại Tây Úc hiện nay, chỉ mới có 1/3 cư dân là đã chủng ngừa bệnh flu và mặc dầu các ca nhiễm dương tính với COVID-19 đang ổn định, nhưng Bộ trưởng Y tế tại Tây Úc cũng cảnh báo là nhân số dương tính này có thể gia tăng. Tiến độ chủng ngừa bệnh flu tại Tây Úc thấp hơn tại các tiểu bang và lãnh thổ khác. Chẳng hạn như tại Nam Úc, mức độ chủng ngừa bệnh flu là 43%. Điều quan trọng hơn nữa là tại Tây Úc chỉ có 18% trẻ em dưới 5 tuổi là đã được chủng ngừa bệnh flu, trong khi tại Victoria có 30% và tại New South Wales chỉ số này là 26%. Mặc dù chính phủ Tây Úc đã bắt đầu chương trình chủng ngừa bệnh flu miễn phí trong suốt tháng 6, nhưng chỉ số chủng ngừa chỉ gia tăng được 10% lên mức 33%. Tức là hãy còn thấp hơn so với 37% của năm 2020. Một điểm quan trọng khác là trong suốt thời kỳ đại dịch, nước Úc nói chung đã có nhân số nhiễm bệnh flu rất thấp và do đó mức độ miễn nhiễm trong cộng đồng về bệnh flu cũng rất thấp, nên nguy cơ bệnh flu gia tăng trong mùa đông năm nay là một thách đố lớn lao cho hệ thống bệnh viện tại Úc. Chỉ riêng tại Tây Úc, cho đến ngày 19 tháng 6 vừa qua đã có 795 ca nhiễm bệnh flu so với 2.000 ca nhiễm đã được ghi nhận trong 6 tháng. Dịch bệnh COVID-19 chấm dứt trợ cấp nghỉ việc vì bị dương tính kể từ hôm nay 1 tháng 7 năm 2022. Ngày hôm qua, chính phủ lao động Albanese đã loan báo là kể từ hôm nay 1 tháng 7, công nhân viên chức bị dương tính với COVID-19 hoặc những người có tiếp xúc gần cần phải nghỉ việc sẽ không còn nhận được trợ cấp trị giá $750 nữa. Đây là chính sách đã được chính phủ liên đảng tiền nhiệm áp dụng kể từ tháng 8 năm 2020. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 2021, thì chính phủ Morrison đã loan báo là chương trình trợ cấp này sẽ chấm dứt vào cuối năm tài chánh, tức là vào ngày 30 tháng 6 năm 2022. Và nay thì Đảng Lao động đã áp dụng ngay. Bào chữa cho quyết định của chính phủ lao động,
Bộ trưởng Dịch vụ Khẩn cấp Murray Watt nói rằng chương trình trợ cấp này không thể kéo dài mãi mãi. Nhắc lại là kể từ tháng 8 năm 2020 khi chương trình bắt đầu, chính phủ liên bang đã chi tiêu 1 tỷ 890 triệu đô la để trợ cấp cho công nhân viên chức hoặc những người tiếp xúc gần phải nghỉ việc vì sống cách ly. Tổng thư ký Liên hiệp Nghiệp đoàn ACTU, bà Shelley McManus, đã chỉ trích quyết định này của chính phủ lao động. Theo bà McManus, thì đây là một quyết định thiển cận của chính phủ, vì một người bị dương tính mà không đủ tiền để sinh sống thì họ bắt buộc phải làm việc, và do đó tạo ra tình trạng lây lan dịch bệnh tại nơi làm việc. Bà McManus lập luận rằng, nếu chính sách trợ giúp cần được cải thiện thì nên được cải thiện thay vì chấm dứt. Theo tuyên bố của Bộ trưởng Murray Watt, thì những ai đã bị dương tính và bắt đầu phải sống cách ly trong ngày 30 tháng 6 thì vẫn có thể nộp đơn xin trợ cấp cho đến ngày 13 tháng 7. Tuy nhiên, những ai bị dương tính vào ngày hôm nay 1 tháng 7 thì chính sách này không còn được áp dụng nữa. Nam Úc, ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên xuất hiện. Ngày hôm qua, y sĩ trưởng Nam Úc, giáo sư Nicola Spurio loan báo rằng Nam Úc đã có ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên và đây là một người đàn ông vừa du lịch nước ngoài trở về, đã có triệu chứng và thử nghiệm dương tính và hiện đang sống cách ly tại nhà. Giới chức thẩm quyền y tế nói rằng người đàn ông này không có tiếp xúc gần với ai và do đó sẽ ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh tại địa phương. Giáo sư Spurio nói rằng triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ là da bị nổi ban đỏ và có những mụn nước, cũng như bị nóng sốt, đau cơ bắp và nổi hạch. Các triệu chứng này tương tự như triệu chứng của bệnh đậu mùa nhưng không trầm trọng. Sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ là do tiếp xúc gần, bị dính máu mủ của bệnh nhân và điều này khác biệt rõ rệt so với virus COVID-19, đặc biệt là biến chủng Omicron. Vì việc lây lan của Omicron xảy ra trong bầu không khí nên có thể lan rộng dễ dàng. Nhắc lại là bệnh đậu mùa khỉ đã bắt đầu xuất hiện tại Phi Châu trong nhiều năm qua và hiện nay đã lây lan ra khắp 50 quốc gia trên thế giới với gần 3.500 ca. Riêng tại Úc, trường hợp đầu tiên đã xảy ra vào ngày 20 tháng 5 và tính đến ngày 26 tháng 6 thì New South Wales đã có 6 ca nhiễm và Victoria đã có 4 ca nhiễm và trên toàn quốc Úc Châu hiện nay đã có 10 ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Hiện nay, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang theo dõi tiến triển của bệnh đậu mùa khỉ, nhưng chưa đánh giá đây là một trường hợp khẩn cấp toàn cầu. Tuy vậy, ngày hôm qua, WHO đã tuyên bố là bệnh đậu mùa khỉ có khả năng trở thành dịch bệnh lan truyền lâu dài, chứ không chỉ đơn thuần là một đợt bùng phát nữa. Lời tuyên bố này được đưa ra sau khi WHO ghi nhận 2 ca nhiễm bệnh là trẻ em tại Anh Quốc. New South Wales, nghiệp đoàn công nhân xe lửa tiếp tục đình công trong ngày hôm nay thứ Sáu. Hôm qua, nghiệp đoàn công nhân xe lửa loan báo là họ vẫn tiếp tục đình công trong ngày hôm nay thứ Sáu, với lý do là vấn đề an toàn của các toa xe lửa được chế tạo tại Hàn Quốc vẫn chưa được giải quyết. Đại diện nghiệp đoàn và các viên chức của Bộ Giao thông đã nhóm họp ngày hôm qua nhưng vẫn chưa đạt được kết quả. Mặc dù Bộ trưởng Giao thông David Elliott đã loan báo là chính phủ liên đảng New South Wales sẵn sàng dự chi 264 triệu đô la để cải thiện mức độ an toàn của các loại xe lửa này. Tổng giám đốc của hệ thống xe lửa đã bày tỏ sự thất vọng về quyết định của nghiệp đoàn và xác quyết rằng những cam kết mà chính phủ đã đề nghị vẫn tiếp tục được duy trì và cũng đã được xác nhận bằng văn bản. Trong khi đó, thì nghiệp đoàn đòi hỏi chính phủ phải cam kết bằng một văn kiện pháp lý. Cuộc đình công ngày hôm nay sẽ gây ra rất nhiều trở ngại cho những ai sử dụng phương tiện công cộng để đi làm, vì tất cả các phương tiện công cộng đều sẽ áp dụng thời biểu của ngày cuối tuần. Điều này có nghĩa là các chuyến xe lửa sẽ bị giảm hạ hơn 50%. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 3 giờ chiều nay.